Trời ơi, đã 29 Tết rồi ư? Thầy ơi, con xin cảm ơn công lao dưỡng dục của thầy Bu. Con xin được phép lên đường ra đi. Sao lại thế? Con định đi đâu? Hôm nay là 29 Tết, là ngày mà gia đình ta dọn dẹp nhà cửa. Con không thể lau dọn bộ bàn ghế tuổi rồng của thầy được nữa. Nên con xin phép được bỏ nhà ra đi. Mùng 1 Tết con lại về. Bàn ghế để thầy lau cho. Con ở nhà đuổi lũ gián đi giúp thầy. Thôi, con cũng sợ gián lắm. Thầy đi mà đuổi. Chào thầy. Ấy, lũ gián bây giờ vừa biết bay vừa biết bơi, vừa điền kinh vừa cử tạ. Chúng đáng sợ chỉ sau mỗi bu của con thôi. Thầy cũng bỏ nhà đi, mùng 1 Tết thầy con mình về. Không được, thầy phải có trách nhiệm. Bây giờ bu con mà về, thấy chưa có ai dọn nhà, thì không còn nhà để về nữa đâu thầy. Chịu khó dọn nhà đi con, rồi thầy sẽ trả lại con số tiền mừng tuổi mà thầy giữ từ lúc con 1 tuổi đến giờ. Thế thì cũng phải đến mấy tỷ. Thôi được, hai chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ cách để dọn dẹp nhà cửa và sẽ không còn bóng một con côn trùng nào cả. À, thầy sẽ ra chợ mua một quả thị về để ở trong nhà, rồi lúc cả nhà ta đi vắng sẽ có một cô tấm từ trong quả thị chui ra và sẽ dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa. Nhưng chắc gì trong quả thị đã có cô tấm. Ê, con nghĩ ra một cách, chắc chắn sẽ sạch sẽ nhà cửa mà bố con ta sẽ không phải dọn dẹp rồi. Hoan hô, cách gì thế hả con? Đấy là bán nhà. Bán nhà? Đúng vậy. Cứ đến cuối năm, chúng ta sẽ bán nhà đi, rồi mua một ngôi nhà khác với số tiền tương đương. Thế là chúng ta sẽ không phải dọn nhà nữa, mà lại còn được đi du lịch thường xuyên. Thiên tài! Dậu tôi đã đẻ ra được một thiên tài. Nhưng căn nhà này chứa đựng biết bao nhiêu kỷ niệm của gia đình mình. Thầy không nỡ bán. Vậy chỉ còn cách đối diện với nỗi sợ thôi thầy ạ. Con kính thầy. Tin chấn động. Thầy ơi, con dọn nhà mà không thấy con gián nào trong nhà mình cả. Hay là chúng nó sang tên cái nhà này cho lũ kiến rồi. Hỏng rồi. Để thầy lên tầng xem cái sổ đỏ bị chúng nó nhảy mất chưa. Tin địa chấn. Không chỉ gián mà các loại côn trùng khác ở trên sàn nhà đều biến mất hết rồi thầy ơi. Sao nhà mình lại sạch thế này được? Hay đây là nhà người khác? Không phải chỉ ở nhà mình đâu, mà cả ở nhà hàng xóm, cả khu phố này đều đã có một cơn địa chấn. Lũ côn trùng đã di cư hết rồi. À, cơn địa chấn nhà thằng hàng xóm à? Có phải nhân lúc mấy hôm tôi đi vắng, thằng hàng xóm sang nhà chui xuống gầm giường rồi đuổi hết lũ gián ra ngoài đúng không? Thầy em đừng ghen bóng ghen gió, hàng xóm nhà mình toàn là phụ nữ mà. Hay là mấy hôm bu con đi chơi, cơn địa chấn là do cô thư ký của thầy chui xuống gầm giường nhà mình đuổi hết lũ gián đi đúng không? Tao làm ruộng lấy đâu ra thư ký? Thế tại sao lũ gián lại bỏ hết đi nhỉ? Chẳng nhẽ nhà mình bẩn đến nỗi lũ gián cũng không chịu nổi? Nguyên nhân là vì bu đã dùng săn lai lau sàn với công nghệ đột phá màn chắn sinh học từ men vi sinh probiotic. Khi lau sẽ loại bỏ hết vết bẩn vô hình là thức ăn của côn trùng. Côn trùng không có gì ăn phải bỏ đi hết, nhà cửa lại thơm tho mùi chanh xả. Thật thế ư? Vậy là từ nay cái nhà này đã hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của chúng ta. Nhưng nếu thế thì phen này bu con phải ra đường ở mất rồi. Sao lại thế? Thì mỗi lần bu dọn dẹp tìm thấy quỹ đen của thầy con lại nghe thấy thầy con lẩm bẩm là bu như con gián ở trong nhà chui mọi ngõ ngách phá hết của thầy con ạ. Mày nói thế thì người ra khỏi nhà chính là thầy mất rồi.